Mận xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Xuân Mận Germany. Hiện tại Mận đang đứng ở trong một cái khu vườn của người Đức trồng trọt đó mọi người. Thì Mận sẽ quay cho mọi người xem cái mô hình của người Đức họ trồng, ví dụ chẳng hạn những cái cây cà chua hay là những cái loại rau củ quả khác như thế nào. Thì Mận sẽ quay cho mọi người xem cho biết và xem cho vui nha. Mọi người đừng quên cho Mận xin một like và một đăng ký để Mận có động lực quay thêm nhiều cái clip, và đồng thời mọi người cũng có thể xem những clip mới của Mận nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái này là salad nha mọi người. Trồng salad rất là nhiều luôn. Salad xanh, salad tím rồi đây nè mọi người. Nhìn giống như cái bông hoa hả mọi người. Đó. Và ở bên này là cà chua nha mọi người. Wow, mọi người xem cà chua sai trái cực kỳ luôn. Coi là những trái cà chua nó to mọng nước luôn hả mọi người. Cái mô hình của người ta trồng á, họ trồng ở dưới này nè. Ở dưới này nè mọi người, họ trồng ở đất ở dưới này, sau đó đó là họ làm những cái lỗ, họ khoét rồi họ trải. Đó, họ khoét họ trồng cái cây xuống dưới và họ trải cái miếng bạc này lên cái lớp đất đỡ cho nó khỏi dơ á mọi người. Nhìn nó sạch sẽ nữa. Trái quá chừng luôn. Đó. Thẳng tới đằng trước kia. Đó mọi người, đó. Đi kịch hàng người ta trồng rất là đẹp luôn. Wow. Chùm sai triệu quả luôn nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nó sai triệu quả luôn. Wow. Chỗ nào cũng có trái hết mọi người ơi. Trái gì mà to. Đó đây nè mọi người. Đó, họ trồng hay ghê. Đây nè, họ khoét nè cái lỗ nè. Họ trồng cái những cái cây xuống những cái lỗ như thế này. Đó mọi người thấy không? Rồi sau đó họ trải cái miếng nhựa, cái miếng nhựa này nè, họ trải lên đỡ trồng cho cái cây á, cho nó khỏi dơ đất đồ, cho nên trái đồ nó sạch. Đỡ Mận đột nhập vào ở bên trong, trong chính giữa của cái đây là cái ở ngoài kè, kè trái nó bự á mọi người. Mận như ở bên trong Mận thấy á, cái trái hình như trái kè người ta trồng à. Đây Mận vô. Trái kè nhỏ kè bi á mọi người. Đây gọi là kè bi nè. Hồi nãy Mận quay là kè trái bự. Đó. Đó, mọi người thấy không, cà bi nè. Nhưng mà vẫn còn non nha mọi người. Trái nó còn nhỏ, nó còn xanh. Ồ, ở trong này nó chín quá chừng, mấy trái kia nó chín. Cái này họ phải chờ cho nó chín rộ đó mọi người. Người ta mới hái. Cái này người ta trồng á, là không thuốc nha mọi người. Không có thuốc, không có đồ gì hết á. Ồ, ở cái hạng bên này nó chín quá chừng luôn. Cái này gọi là bio đó. Wow, nó sai triệu quả luôn ha. Sai xuống tận dưới gốc luôn nè. Ở bên này á, trái cây rau củ quả mà bio bán rất là đắt nha mọi người. Còn hàng nhập, hàng mà phun thuốc phun đồ chút đỉnh á, là bán giá nó bình thường. Như mình Mận đang quay đây á, là hàng bio. Khi mà cái này nó chín hết á, người ta hái người ta bán á, cái giá nó hơi đắt, hơi cao một chút xíu. Wow, mọi người xem ha. Nó nằm ở dưới gốc luôn kìa. Nó sai vặt cây luôn á mọi người. Trời ơi, quá đã luôn. Nhìn thấy mà ham luôn á mọi người ơi.
trái gì mà sai hoặc cây. Wow. Bây giờ Mận đi qua ở bên này thử nha. Ở bên này wow, ở bên này là dưa leo. Đây là dưa leo nè mọi người. Dưa leo trái nè, ha. Trái còn nhỏ mà trái nó dài lắm. Dưa leo bên này trái nó dài, cực kỳ dài luôn. Xanh ơi, lá nào lá nấy coi này, người ta trồng nó tươi tốt dễ sợ luôn. Đó. Mọi người xem trái nào trái nấy thòng thòng dài dài, nhưng mà đây là còn nhỏ nha mọi người. Tại vì cái giống dưa leo này là giống bự. Không phải giống như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình nó là trái nhỏ thôi. Còn mấy này trái mất á, nhỏ thôi mọi người, chưa có lớn, nhưng mà nó đã to như thế này. Nó đã dài như thế này rồi. Là trái nó còn non á, là người ta chưa có hái. Đó, coi nè, trái đây còn non mà trái nó dài ghê chưa. Dài cái này á, chắc cũng hơn cả gan tay á mọi người. Mà nó non non vậy ăn nó mới ngon. Non non vậy ăn nó mới sướng mọi người. Ăn nó ngọt, nó giòn á. Wow. Nó mặn quay cho mọi người xem, cho biết cái mô hình ở bên này họ trồng như thế nào. Mọi người thấy không, ở dưới này nó sạch sẽ không, ở dưới này người ta lót bạc á, nó rất là sạch sẽ luôn. Cho nên cái trái rau củ quả nó đều sạch sẽ, nó không có đất cát nhiều như ở Việt Nam mình. Mà nay chắc ở Việt Nam mình thấy ở Đà Lạt đồ á, mọi người nó tăng tiến trồng theo cái mô hình giống ở bên này. Và trái này nó to ghê chưa. Đó. Còn đây là cây gì mà nó xanh ung luôn mọi người, mà Mận không biết cây gì. Còn có ớt nữa nè. Đây là ớt nữa nè. Wow. Coi ớt trái bự quá mọi người ơi. Coi nè. Trái gì mà to đùng. Đúng không? Ớt, đây là cái dãy ớt. Đó, cái dãy hàng kia toàn là ớt, ớt trái bự to đùng không á. Cứ một cây 2 trái 3 trái. Này mọi người xem. Đó, cây 2 trái 3 cái nó to gì đâu luôn á. Wow. Còn cái cây này là cái gì mà bự á mọi người, lá to mà không có thấy trái. Đây mọi quật qua bên này coi thử nha. Coi thử ở bên này còn cái gì không. Mình quay cho mọi người xem. Ồ, nói chung là cà chua mọi người. Họ trồng cà chua rất là nhiều luôn. Cà chua chín quá chừng luôn. Cà chua trái gì mà vặt cây luôn, xanh nè. Cà chua đi ăn rất là ngon nha mọi người. Ăn sống á, ăn sống cuốn bánh tráng đồ ngon lắm luôn á. Coi này nó nằm dưới này luôn. Wow. Nằm cả chùm như này. Ở đây thì người ta trồng cà chua trái bự với cà chua bi thì nhiều. Này xanh, trái xanh nó lên tới đọt luôn á mọi người. Một chùm nó nè, một vặt cái cây luôn. Wow. Thấy mà ham hả mọi người ha. Người ta trồng thấy thích quá. Chỗ đây nó ra mà cây nó muốn xỉu luôn nè. Nó nặng quá, nó ra nè, nó muốn xỉu luôn á. Ở bên này cũng quá chừng. Đó mọi người, coi này nó xuống tận dưới đất luôn nè. Thấy chưa? Mà vẫn còn màu xanh, chưa chín. Có những trái chín, có những trái chưa. Wow, trời ơi, ham quá ham. Wow. Nhưng mà Mận thích ăn cà chua bi á mọi người. Cà chua bi nó ngon lắm. Trái gì mà trái chùm dở sợ luôn. Nó sai kinh khủng.
Mận luồn qua bên kia này, nó chín vàng. Nó chín vàng hường kìa. Mọi người, trời ơi, trái sai quạt cây luôn á mọi người. Mọi người xem. Wow, thấy đã hơn. Trái nào trái nấy sai mà còn xanh á mọi người. Nhưng cũng có những trái nó chín chín mới, chín tới á mọi người. Thì ok mọi người, Mận quay một chút xíu đỡ gửi đến với mọi người xem cho vui, cũng như biết cái mô hình của người Đức bên này trồng á. Thì Mận xin dừng clip tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Bye bye.